Tặng thận làm quà. Tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh biết bệnh suy thận con trai anh đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Giai đoạn 4 là như thế nào vậy bác sĩ? Có lẽ là thận của cháu đã bị tổn thương nặng hơn. Mức lọc cầu thận bây giờ chỉ còn 15 đến 29 ml trên một phút. Điều đó đồng nghĩa với việc từ tuần sau cháu sẽ phải thường xuyên đến bệnh viện để chạy thận. Bác sĩ xem có cách nào giúp cháu với. Nhìn thấy con như vậy, em thấy xót lắm. Cách tốt nhất với cháu là thay thận. Nhưng hiện tại ở bệnh viện không còn thận dự trữ. Khi nào có người đăng ký hiến thận, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ, em về. Tuần sau em lại đưa cháu đến. Phong, thằng bé lại chạy đi đâu rồi? Phong, sao con ở đây? Con cái gì? Con để bố đi tìm mãi. Muộn rồi, bố con mình về thôi. Vâng ạ. Cháu chào bác, cháu về trước đây ạ. Con cố ăn nhiều nhé. Hôm nay con cảm thấy sức khỏe trong người thế nào rồi? Dạ, sau khi chạy thận, con thấy sức khỏe tốt hơn rồi ạ. Phong à, chiều nay con ngồi với ai ở ghế đá trong bệnh viện đi? Dạ, đó là bác vô gia cư. Bác ấy mới chuyển đến sống ở khu phố nhà mình. Mấy lần con đi học về, đều gặp bác ấy đi nhặt rác. Lần sau bố cấm con không được tiếp xúc với người đó, nghe chưa? Nhưng tại sao ạ? Con thấy ông bác ấy rất thân thiện mà. Nhưng người như thế, nay đi đến chỗ này, mai đi đến chỗ nọ, mình chẳng biết họ là ai. Nhớ là người xấu thì sao? Tốt nhất là con không nên tiếp xúc nữa. Bố không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu. Dạ. Mày thấy chưa? Tao xuất xa không? Sau này mày sẽ là một cầu thủ bóng đá giỏi đấy. Cháu chào bác ạ. Bác chào các cháu. Lần sau các cháu phải bỏ rác vào trong thùng, không được vứt bừa bãi như thế nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Hôm nay cháu có phải vào bệnh viện chạy thận không? Dạ, chiều hôm qua cháu vào rồi ạ. Mày quen người vô gia cư này hả? Ừ, tao gặp bác ấy ở trong bệnh viện. Thôi mày ở lại nói chuyện tiếp đi, tao về trước đây. Cháu nghe bố mẹ cháu nói chuyện, bệnh của cháu nặng lắm rồi. Nếu không tìm được thận thay thế thì cháu sẽ bị chết. Cháu sợ lắm bác ạ. Cháu phải lạc quan lên. Cháu phải luôn tin tưởng điều kỳ diệu sẽ đến với cháu chứ. Điều kỳ diệu chỉ xảy ra trong truyện cổ tích thôi ạ. Phong, con làm gì vậy? Bố bảo con bao nhiêu lần là không được tiếp xúc với người lạ mà. Bố, con xin lỗi, nhưng... Con còn đứng ở đấy à? Lên xe bố đèo về. Con hay thật đấy, sao không biết nghe lời bố vậy? Con xin lỗi, nhưng bác ấy trông rất đáng thương. Bác ấy không xấu như bố nghĩ đâu. Con còn bé nên không biết gì. Con chỉ nhìn thấy bề ngoài của người ta mà không hiểu lòng dạ bên trong. Nhớ ông ta lừa con bán đi thì sao? Bố đừng nghĩ oan cho người khác. Con bệnh nặng thế này thì ai còn muốn lừa con nữa. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây. Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi. Trời mưa to thế này, không biết bác ấy có tìm được chỗ trú mưa không? Ông ấy chắc đang trú ở gầm cầu hay là ngôi nhà hoang nào đó. Con đừng có lo cho người khác nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình con à. Bố ơi, con nghe bố mẹ nói chuyện, bệnh của con nặng lắm phải không ạ? Không đâu, chắc con nghe nhầm đấy. Bác sĩ nói với bố là con sẽ sớm khỏe thôi, con phải lạc quan lên chứ. Bác ấy cũng nói với con như vậy. Bác ấy bảo điều kỳ diệu sẽ đến với con bố ạ. Bố cũng luôn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với con. Dạ, em nghe đây ạ. Chào anh, tôi muốn báo tin vui cho anh chị và cháu. Hiện nay bệnh viện được hiến tặng 2 quả thận. Anh đưa cháu vào bệnh viện gấp để chúng tôi tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cháu. Dạ, vâng ạ. Nhưng ai là người hiến thận cho con trai em vậy ạ? Đó là một người đàn ông vô gia cư. Ông ấy có tiền sử bệnh tim mạch,
Cách đây vài tuần, ông ấy có vào bệnh viện làm thủ tục hiến nội tạng của mình. Đêm qua, ông ấy vừa mất do cảm lạnh. Vâng, em sẽ đưa cháu vào luôn. Bố, có chuyện gì mà bố khóc thế? Phong nè, người đàn ông vô gia cư đó nói đúng đấy con à. Điều kỳ diệu đã đến với con. Ông ấy chính là người đã hiến tặng con hai quả thận. Vậy là con được cứu rồi bố ạ. Thế còn bác ấy? Ông ấy bị cảm lạnh, đột quỵ đêm qua. Bố rất ân hận khi đã nghĩ oan cho ông ấy. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được con ạ. Không gian đặc biệt. Mô hình này cũ quá rồi. Đúng vậy, thật là chẳng có sự sáng tạo gì. Phương Anh à? Dạ, chị gọi em ạ. Có tin vui nè, ngày mai quán mình sẽ được bên truyền hình về quay phim trong chuyên mục Quán Đẹp đó. Một lát ở lại phụ chị dọn dẹp một chút nha. Dạ vâng ạ. Chị ơi, chỗ chai lọ thủy tinh này em để ở đây nha. Ừ em, để đó mai chị gọi ve chai qua bán cho gọn. Đẹp quá, bỏ thì phí, mà để thì cũng chả dùng được việc gì. Thôi chết rồi, chị nhỡ tay làm vỡ mấy cái lọ hoa để bàn. Chị có sao không? Chị cứ để em làm là được mà. Tại chị thấy nay em làm tăng ca, lại ở lại phục vụ chị nên chị sợ em mệt. Chị đỡ em chút mà thành ra thế này. Thôi chết rồi, mai bên truyền hình qua quay sớm đó. Mà tình hình kiếm đâu ra lọ hoa để bày bàn được bây giờ? Hoa thì đặt sớm được, chứ lọ thì làm sao mà chọn ngay. Mười mấy bàn kia mà, phải đồng bộ chứ không linh tinh được. Chị ơi, em có cách rồi, chị cứ để việc lọ hoa cho em lo nha. Sao, em có mối lấy lọ hoa à? Không đâu chị, nhưng mà chị yên tâm, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Em có cần chị giúp gì không? Dạ, chị cho em chỗ chai thủy tinh kia nha. Đủ rồi, ngày mai chỉ việc cắm hoa nữa là xong. Lọ hoa đủ rồi đây chị à. Ồ, đẹp quá. Ở đâu đây? Chị không nhận ra sao? Đó là những cái chai thủy tinh em nhặt sau quán đó. Em mang về rửa sạch và vẽ họa tiết lên cho nó đấy mà. Ừ nhỉ, chị quên mất là em học mỹ thuật. Chị thật không ngờ, những cái chai bỏ đi, em lại biến hóa cho chúng thành những lọ hoa xinh xắn đến vậy. Trong lúc vẽ những chiếc lọ này, em nghĩ ra một phong cách rất riêng cho quán ta. Những chiếc lọ không chỉ để cắm hoa, chúng ta có thể treo nó lên như những chiếc chuông gió, hoặc để dán menu quán nữa. Em nghĩ mình sẽ tạo ra một không gian rất tinh tế, nhẹ nhàng. Hay quá, chị rất nóng lòng muốn thực hiện ý tưởng của em. Nào, chúng ta bắt tay trang trí thôi. Bên truyền hình sắp qua rồi đó. Giờ này có chương trình Quán Đẹp đó. Xem có chỗ nào hay hay để tham khảo, chờ vào bài tập nộp tuần tới nha. Có thể nói đây là một trong những quán cà phê có phong cách vô cùng độc đáo, thiết kế ấn tượng đến từng chi tiết. Và thật bất ngờ, người thiết kế quán cà phê này lại mới chỉ là một sinh viên năm đầu khoa thiết kế nội thất. Ban đầu quán của tôi xây dựng theo lối cổ điển, tuy nhiên nó không được ấn tượng. Rất may, được Phương Anh tư vấn thay đổi phong cách cho quán. Tôi rất bất ngờ vì sự sáng tạo của em ấy. Ngọc, nhìn kìa, phải cái Phương Anh không? Tôi nghĩ rằng, ý tưởng và sáng tạo luôn bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Tôi rất vui vì thiết kế của tôi được chú ý. Rất mong mọi người ủng hộ cho tôi và cho cà phê nhớ nhé.
Bạn ấy đã làm được rồi. Phương Anh nói đúng. Ý tưởng và sự sáng tạo bắt nguồn từ những điều đơn giản từ cuộc sống. Chốt ra cà phê nhớ nha. Tớ mời. Sự tích ngày và đêm. Ngày xưa ngày xưa, mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng sống trên bầu trời. Thuở ấy, gà trống vẫn chưa có chiếc mào đỏ to đẹp như bây giờ. Tôi đã kết những tia nắng hoàng hôn thành chiếc mũ đỏ này tặng bạn. Bạn tặng tôi chiếc mũ đẹp thế này sao? Nhưng tôi thân phận thấp kém, sao dám nhận? Bạn nhận đi, chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì không phân biệt cao sang hay thấp hèn gì cả. Sao mặt trời lại tặng gà trống chiếc mũ đỏ đẹp thế được? Chiếc mũ ấy chỉ người cao quý như mình đội mới xứng thôi. La la la, la la la, la la la. Đây, gà trống. Mặt trăng gọi tôi hả? Bạn hãy đưa chiếc mũ đỏ cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho bạn chiếc áo này. Chiếc mũ đỏ này mặt trời tặng tôi. Tôi không đổi lấy bất cứ thứ gì đâu. Bạn nghĩ mình xứng đáng đội chiếc mũ đỏ mặt trời tặng ư? Sao bạn không biết thân biết phận vậy? Tôi... thấp kém như bạn, chỉ xứng ở dưới mặt đất thôi. Hãy xuống đó cùng chiếc mũ đỏ của bạn đi. Ôi, mũ của tôi. Mặt đất tối đen thế này, mình không thấy gì cả. Mũ của mình đâu rồi nhỉ? À, mình sẽ nhờ mặt trời giúp. Mặt trời ơi, mặt trời ơi. Gà trống đó hả? Sao bạn lại ở dưới mặt đất thế kia? Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể sau. Giờ cậu tỏa sáng cho tớ tìm chiếc mũ đã. À, chiếc mũ đỏ của mình kia rồi. Gà trống ơi, bạn không cất nổi cánh nữa rồi. Để tôi kéo bạn lên. Cố lên nào, cố lên nào. Thôi, thôi, mặt trời ơi, đừng cố nữa. Bạn mà rơi xuống đây thì muôn loài dưới mặt đất này sẽ bị đốt cháy. Cả bạn cũng sẽ chết đấy. Nhưng còn bạn? Không sao, tôi thì ở đâu cũng sống được mà. Ở đây thì tôi không được chơi với bạn nữa rồi. Gà trống đừng lo. Sáng sớm khi bạn thức dậy, hãy gọi mặt trời ơi. Tôi cũng sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé. Ừ, hứa nhé. Tôi hứa. Tình bạn của mặt trời và gà trống thật đáng ngưỡng mộ. Còn mình, dù có làm ra vẻ cao quý đến đâu, mình cũng không bao giờ có được tình bạn đẹp đẽ như thế. Mình thật có lỗi với gà trống và mặt trời. Mình còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa đây? Mặt trời ơi! Tôi đây! Chào gà trống, chúc một ngày tốt lành. Chào mặt trời, chúc bạn một ngày tốt lành. Từ đó trở đi, gà trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy đánh thức mặt trời dậy. Từ trên bầu trời cao, mặt trời mỉm cười tỏa ra những tia sáng ấm áp. Những bông hoa đua nở khoe sắc. Muôn loài cũng thức dậy, tung tăng đi kiếm ăn. Người ta gọi đó là ngày. Còn mặt trăng thì đợi đến khi gà trống và muôn loài chìm vào giấc ngủ mới dám ló đầu ra khỏi đám mây và tỏa những tia sáng yếu ớt ngại ngùng. Người ta gọi lúc đó là đêm. Lời hứa với cha. Sắp đến ngày mừng thọ 70 của ba,
anh muốn mua cho ba chai rượu đế vương. Tại sao phải là rượu đế vương? Anh mua thứ khác cũng được mà. Với lại rượu đế đắt lắm, giá lại leo thang từng ngày. Ừ, anh cũng biết thế. Nhưng em có nhớ ở lễ mừng thọ của ba lần trước không? Nhân dịp ba tròn 65 tuổi, con xin kính chúc ba luôn khỏe mạnh, làm chỗ vững tinh thần vững chắc cho con cháu. Cảm ơn con. Hôm nay có mặt đông đủ con cháu, các cô, các bác, bà con hàng xóm láng giềng thế này, ba vui lắm. Cạn ly. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này đã là gì đâu ba? Ba đã nghe nói tới loại rượu đế vương danh tiếng chưa? Mừng thọ lần sau, con sẽ tặng ba một chai đế vương để ba thưởng thức. Thôi thôi, ba có cần gì thứ hảo hạng đắt đỏ ấy chứ? Ấy, tấm lòng của con, ông cứ nhận cho con cháu nó vui chứ. Anh Nam đã hứa rồi nhé. Chúng tôi làm chứng đây. Dạ, chắc chắn là thế. Anh đã hứa như vậy mà không thực hiện được thì mất mặt lắm. Nhưng chai rượu có giá cả ngàn đô như thế, anh có bỏ cả tháng lương ra cũng không mua nổi. Hay là... Em cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhỡ mọi người nhận ra thì sao? Không sao đâu em à. Hiện giờ liệu có mấy người được uống đế vương chính hiệu? Không ai nhận ra đâu, yên tâm. Dạ thưa ba, hôm nay là ngày lễ mừng thọ ba, vợ chồng con có chút quà. Anh chị cứ bày vẽ. Chỉ là chút quà mọn thôi à, ba cầm cho vợ chồng con vui. Có phải là rượu đế vương không anh Nam ơi? Dạ. Ông Thành cho chúng tôi xem chai rượu đế vương nào. Chúng tôi chưa được thấy bao giờ. Nhất ông Thành rồi. Nghe nói tận mười mấy triệu một chai cơ đấy. Nhìn kìa, vỏ chai cũng thật đẹp. Cho tôi cầm một chút được không? Nhìn thì cũng giống, nhưng hình như không phải. Sao lại không phải? Cái ông này rõ thật. Rượu mừng thọ ba, giả làm sao được? À, vâng, bác ơi, bác xem lại xem. Giá là giá thế nào? Các bác xem đây này. Các bác thấy không? Đây là rượu thật. Nước rượu ống ánh, tâm đều, mịn thế này cơ mà. Đây là rượu thật rồi. Bác ấy sành rượu thế, bác ấy biết chứ. Cảm ơn bác. Thế là lễ mừng thọ ba thành công tốt đẹp. Ơ, mà ba đâu nhỉ? Anh đường xa tới chơi, sao không ở chơi với tôi mấy hôm lại về sớm vậy? Tôi thấy ông bạn khỏe là được rồi, tôi còn nhiều việc ở nhà. À mà, tôi có việc này thắc mắc. Chuyện gì vậy hả ông? Chuyện về chai rượu đế con trai ông tặng ấy. Ông cũng nhận ra sao? Sao lại không? Trước đây chẳng phải tôi với ông đã từng được thưởng thức một chai rượu đế sao? Thằng con ông cũng thật là... Ông biết vậy thôi, đừng có nói cho ai biết chuyện này. Tôi hiểu cái khó của vợ chồng nó. Chung quy lại là cũng vì chúng nó sợ tôi buồn ông à. Rượu giả nhưng tình thật là được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.